Đính Ngọc xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã theo dõi kênh Thời sự 24 giờ TV. Và sau đây mời quý vị đến với những thông tin nóng nhất 24 giờ qua. Mỹ sẽ trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc cải tạo trái phép biển Đông đe dọa nước khác. Các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc, những công ty đã tham gia vào việc cải tạo trái phép các đảo nhân tạo trên biển Đông sẽ nằm trong tầm ngắm đầu tiên nếu Mỹ tiến hành trừng phạt Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Sewell đã ám chỉ những điều này trong một cuộc hội thảo về Biển Đông ngày 14 tháng 7 và khẳng định Washington không loại trừ các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh. Ông Sewell chỉ ra việc các công ty nhà nước Trung Quốc đã hỗ trợ như thế nào trong các hoạt động cưỡng ép bắt nạt các nước khác trên Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó làm rõ hơn các ám chỉ của ông Sewell ngày 15 tháng 7. Ông Pompeo tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng tất cả các công cụ có thể để hỗ trợ các nước bị Trung Quốc xâm phạm tuyên bố chủ quyền và tuyên bố hàng hải hợp pháp. Theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ, trong bốn công cụ Trung Quốc sử dụng nhằm kiểm soát biển Đông có tới hai công cụ có sự hỗ trợ đắc lực của các công ty nhà nước Trung Quốc. Theo báo South China Morning Post, hai cái tên cụ thể được ông Stigwell đặc biệt nhắc tới là Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc CCCC và Tập đoàn Dầu khí xa bờ Trung Quốc CNOC. Ông Stigwell cũng chỉ mặt các tàu khảo sát thương mại thuộc công ty nhà nước Trung Quốc, nhấn mạnh những tàu này đã liên tục xâm phạm các vùng biển của nước khác. Ông Stigwell nói, nhiều công ty du lịch, viễn thông, ngư nghiệp và ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước cũng góp tay cho các hành vi bắt nạt và yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc. Các đội tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông dưới sự chỉ đạo của quân đội đã quấy rối và đe dọa các nước khác. CCCC đã cầm đầu việc nào vét các căn cứ quân sự trái phép trên Biển Đông với những tác động tàn phá khủng khiếp đối với môi trường biển và sự ổn định khu vực. Theo ông Stigwell, Chính từ các pháo đài nhân tạo này, Bắc Kinh đã đưa ra những yêu sách xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ lập luận Trong khi đó, CNOOC sử dụng gian khoan khổng lồ HD981 để đe dọa Việt Nam tránh xa quần đảo Hoàng Sa năm 2014. Giám đốc điều hành của CNOOC lúc đó tuyên bố gian khoan này là lãnh thổ di động của Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Mỹ Marco Rubio trước đó cũng thúc đẩy các biện pháp trừng phạt đối với một số công ty nhà nước Trung Quốc, bao gồm CNOC, CCCC và hai công ty còn. Ông yêu cầu chính phủ Mỹ chặn tài sản các tập đoàn này ở Mỹ và cấm các lãnh đạo của chúng làm ăn ở Mỹ. Hành động của các nước trước mưu đồ nhằm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc dư luận trong thời gian gần đây nhìn chung cho rằng Trung Quốc đã có nhiều hành động bắt nạt các nước láng giềng liên quan tới tranh chấp ở biển Đông và các nước không thể đứng nhìn sự an toàn tự do hàng hải ở biển Đông tuyến đường giao thương và hàng hải huyết mạch của thế giới bị xâm phạm tiến sĩ James Rogers giám đốc chương trình Global Britain thuộc viện Harry and Jason London Anh nhận định những lập trường cứng rắn cho đến nay, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới như Ấn Độ, Australia, Nhật Bản đều lên tiếng phản đối trước những hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngoại trưởng Australia, Marseille Penny thậm chí còn chỉ trích mạnh mẽ các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, đặc biệt là vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam hồi tháng 4 và tuyên bố của Bắc Kinh về việc lập các quận hành chính mới. Bà Marcia Penny nói rằng Australia rất quan tâm đến sự ổn định của tuyến đường hàng hải quan trọng này, cũng như các quy tắc và luật lệ chi phối nó, và kêu gọi các quốc gia tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS và bảo vệ tự do hàng hải hàng không đó là trên phương diện tuyên bố ngoại giao, còn ở thực địa, khu trục hạm HMAS Pramatta của Hải quân Australia đã tham gia diễn tập cùng các chiến hạm Mỹ là USS Berry, USS America, USS Bunkerian khi đi qua Biển Đông, gần nơi tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc bám theo tàu khoan West Capella do công ty dầu khí Malaysia Petronas vận hành nhật bản cũng bày tỏ quan ngại chính đáng và phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động nào gây gia tăng căng thẳng trên biển đông với quan điểm xuyên suốt đối với vấn đề biển đông là duy trì hòa bình đảm bảo an ninh và tự do hàng hải quốc tế trên nguyên tắc mọi bất đồng tranh chấp chủ quyền và tranh chấp trên biển phải được giải quyết dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và luật biển quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, từ năm 2016, sách trắng quốc phòng Nhật Bản đã nêu rõ rằng các hoạt động hiện tại của Trung Quốc tại Biển Đông là bá quyền đơn phương hướng tới việc đặt các nước vào việc vì thế, trong những năm gần đây, Nhật Bản đã thúc đẩy quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, giúp các nước trong khu vực Đông Nam Á bảo vệ quyền lợi, nâng cao năng lực phòng thủ trên biển, củng cố mối quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ. Còn Ấn Độ thời gian qua cũng thay đổi chiến lược trên biển Đông, trong đó xây dựng kế hoạch gần gũi hơn với các quốc gia có cùng tranh chấp với Trung Quốc. Quan điểm của Ấn Độ đến giờ vẫn là tự do hàng hải rất quan trọng vì 55% hàng hóa thương mại nước này đều được vận chuyển qua Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Anurag Sivastava từng khẳng định Biển Đông là một phần của tài nguyên chung toàn cầu và Ấn Độ luôn quan tâm đến vấn đề duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ quyền tự do hàng hải, tự do hàng không và hoạt động thương mại hợp pháp không bị ngăn trở trong những vùng biển quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế. Không quốc gia nào chấp nhận một Trung Quốc luôn thù địch kiểm soát tuyến đường biển chiến lược này, ông Anurag Savastava nói cũng đánh giá vai trò quan trọng biển Đông khi có tới 1/3 lưu lượng vận chuyển hàng hóa của thế giới qua đây. Đại sứ EU tại ASEAN Igor Dresmans cho rằng việc đảm bảo tự do hàng hải tại khu vực này là điều mà cả thế giới đều cần. Ông Igor Dresmans cũng khẳng định cam kết của EU trong việc duy trì trật tự tại các vùng biển và đại dương, trong đó có biển Đông, dựa trên luật pháp quốc tế, an ninh và hợp tác hàng hải cũng như tự do hàng hải và hàng không. Với Mỹ, nước có những lợi ích ở Biển Đông, các bộ ngoại giao, bộ quốc phòng và nhiều nghị sĩ đã lên tiếng chỉ trích các hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông, nhấn mạnh đó là hành vi bất hợp pháp gây hại cho các nước trong khu vực. Hồi tháng 4, Mỹ phản đối kịch liệt việc Trung Quốc đâm chim tàu cá Việt Nam. Đến tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Trung Quốc không được phép xem Biển Đông là đế chế hàng hải, đồng thời cho biết phía Mỹ sớm thảo luận thêm về vấn đề này. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel G. Grittenbrink trong cuộc gặp gỡ báo chí đầu tháng 7 cho biết, Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài trên Biển Đông. Chúng tôi tin rằng các quốc gia có chủ quyền trên Biển Đông, dù lớn hơn nhỏ, đều phải hành xử theo luật pháp quốc tế, đưa ra các tuyên bố chủ quyền dựa trên luật pháp quốc tế, phải thượng tôn pháp luật và không được dùng thế của nước lớn để áp chế nước nhỏ. Chúng tôi tin vào các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp Biển Đông, tin vào quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông phân tích những hành động của Trung Quốc trong việc ngăn cản các quốc gia khác khai thác dầu khí trên Biển Đông, trong đó có các hoạt động của Malaysia và Việt Nam. Đại sứ Daniel J. Crinton-Brink chỉ rõ, Mỹ phản đối Trung Quốc cản trở các quốc gia thành viên ASEAN tiếp cận khai thác trữ lượng dầu khí ở Biển Đông, phản đối Trung Quốc ngăn cản hoạt động tự do trên vùng biển này, cũng như ngăn cản các hoạt động kinh tế ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, phản đối việc Trung Quốc hay bất kỳ nước nào sử dụng các biện pháp ép buộc để tăng cường tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông. Mỹ kêu gọi Trung Quốc dừng ngay các hoạt động mang tính khiêu khích, làm ảnh hưởng đến ổn định khu vực. Đại sứ Daniel G. Crenton-Bring nói, và không chỉ tuyên bố, Mỹ còn có những hành động trên thực tế nhằm đảm bảo tự do hàng hải ở biển Đông. Ngày 4 tháng 7, Mỹ điều hai tàu sân bay USS Ronald Reagan, USS Nimitz cùng bốn tàu chiến khác đến biển Đông tham gia cuộc tập trận quy mô lớn với Philippines. Cùng thời điểm, Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự riêng gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Mục đích của cuộc tập trận nhằm thể hiện một tín hiệu rõ ràng đối với các đối tác và đồng minh của chúng tôi rằng Mỹ cam kết đảm bảo an ninh và ổn định khu vực chuẩn đô đốc Georgi M. Wyckoff, chỉ huy cuộc tập trận cho biết. Và công hàm ngoại giao lên Liên Hợp Quốc. Theo đánh giá của các nhà phân tích, câu chuyện pháp lý tại Biển Đông nóng hơn bao giờ hết sau khi Mỹ chính thức gửi công thư lên Liên Hợp Quốc phản đối các yêu sách biển quá đáng của Trung Quốc. Trong văn kiện gửi ngày 1 tháng 6, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft đề cập tới công hàm của Trung Quốc ngày 12 tháng 12 năm 2019 nhằm phản đối việc Malaysia cùng ngày đã gửi một bản đệ trình lên Ủy ban danh giới thêm lục địa của Liên Hợp Quốc. Đại sứ Kelly Craft nhấn mạnh, Mỹ phản đối các yêu sách chủ quyền trên biển của Trung Quốc do không phù hợp với luật pháp quốc tế được phản ánh qua Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Công thư của Mỹ được lưu hành đúng vào thời điểm các quốc gia Đông Nam Á gửi công hàm ngoại giao phản đối Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc. Tờ Channel News Asia cho hay, Ngày 5 tháng 6, tức 4 ngày sau công thư của Mỹ, Indonesia, quốc gia vốn trước nay quan điểm rằng không tham gia bất kỳ tranh chấp lãnh hải nào ở Biển Đông, đã thông báo về công hàm ngoại giao của nước này gửi lên Liên Hợp Quốc từ ngày 26 tháng 5. Trong bức thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc, Indonesia đã bác bỏ các yêu sách vô lý trái với luật pháp quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông, đề cập đến ba công hàm trước đó của Trung Quốc bác bỏ yêu sách của Bắc Kinh về vùng đặc quyền kinh tế hay thêm lục địa đối với các thực thể tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, đồng thời lặp lại rằng đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò bao hàm yêu sách với các quyền lịch sử là thiếu cơ sở pháp lý quốc tế và đi ngược lại với UNCLOS hãng Times of India bình luận rằng cuộc đấu công hàm ngoại giao về vấn đề Biển Đông được Malaysia khởi xướng hồi tháng 12 năm ngoái bằng một công hàm phản đối Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với thềm lục địa ở Biển Đông. Khi đó, Malaysia đã đẩy trình lên Ủy ban danh giới thềm lục địa về thềm lục địa mở rộng của nước này tại Biển Đông, một động thái mà Bắc Kinh đã ngay lập tức đáp trả tại Liên Hợp Quốc. Chưa đầy 3 tháng sau, Philippines cũng trình công hàm phản đối công hàm của Trung Quốc và một công hàm phản hồi công hàm của Malaysia. Động thái này của Manila cũng nhận được công hàm phản đối từ Bắc Kinh. Ngày 30 tháng 3, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc trình công hàm phản đối các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông với lập luận rõ ràng rằng các yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Mười ngày sau, Việt Nam tiếp tục gửi thêm một công hàm nữa lên Liên Hợp Quốc khẳng định lập trường trong vấn đề Biển Đông, trong đó có đề cập đến công hàm của Malaysia và của Philippines. Phân tích những diễn biến này, nhà nghiên cứu luật hàng hải quốc tế Đại học Gadia Mada UGM Andi Astana cho hay, những gì Indonesia, Malaysia, Việt Nam đang làm dựa trên luật pháp quốc tế, trong khi yêu sách của Trung Quốc là đơn phương trái với Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS. Đó là vấn đề không thể thảo luận. Các nước không nên và cũng không đồng ý các cuộc đàm phán hoặc đàm phán song phương về vấn đề này trong khi đó tiến sĩ James Rogers giám đốc chương trình Global Britain thuộc viện Harry and Jason London anh nhận định dư luận trong thời gian gần đây nhìn chung đều nhận định trung quốc đã có nhiều hành động bắt nạt các nước láng giềng liên quan tới tranh chấp ở biển đông trong đó có việt nam philippines và malaysia các hành động của trung quốc có thể làm gia tăng bất ổn an ninh trong khu vực thậm chí có thể khiến căng thẳng leo thang và các nước không thể đứng nhìn sự an toàn tự do hàng hải ở biển Đông, tuyến đường giao thương hàng hải huyết mạch của thế giới bị xâm phạm. Các công hàm ngoại giao vừa hướng tới việc giải thích vấn đề theo luật pháp quốc tế, vừa củng cố cho những phản ứng ngoại giao của cộng đồng quốc tế, một biện pháp cần thiết khôn khéo để giải quyết vấn đề. Chúng tôi là thời sự 24 giờ TV, quý vị đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.